Bà kho đang nha, nóng nhiều à. Cả trăm người á, làm xong chưa? Dạo này đâu bán cũng hiếm lắm. Dễ gì hiếm? Đã bán cho rồi. Bán cho cái loại là gì? Đã bán cho đồ lẩu chưa? Làm gì làm cũng vậy sao mảnh vườn nhà mình á, phía sau hè á, cũng phải có mảnh trồng rau bán đất để nhớ ông bà hè nha. Phải hồi xưa á, không phải là rau bán con cháu thôi, rồi thì làm cho mới bán lẩu. Thank you.
Rồi, giơ tay thiệt nha. Lucky Money sẽ tặng cho anh ha, đồng tiền may mắn ngày hôm nay tặng cho anh. Chứ anh trả lời đúng câu hỏi của Bích Thị. Chứ em xin nói là bài hát của cố nghệ sĩ Bác Sơn là thường thương cho lắm học sau này. Thiệt không? Thiệt không? Thấy không các bạn? Cảm ơn bạn rất nhiều nhiều. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo, mình muốn mời bạn nữ nha, bạn nào hát được câu trong bài hát này? Một câu thôi. Ai mạnh dạn được đứa tay lên cho nó vui buổi sáng ngày hôm nay đi ạ. Bạn nào hát được một câu thôi, dễ chọn. Một câu bất kỳ khúc nào cũng được, một câu. Có được không? Dạ đây. Nắng đi mây trôi lang thang cho hà buồn, coi coi đâu đồng để nằm ngồi yên như lá rụng. Ai biết mẹ buồn vui khi hai chị đang bóc nhuộm như nhau, nhớ phải bóc nhuộm.